Nhưng mà nếu mà ai mà làm việc ở cái cây thịt này thì đúng là phải nói là bản lĩnh lắm ấy nhá. Rất là thơm. Đấy, miếng ma chỉ này. Bác nào mà ngồi ở đây mới thấy cái ham muốn thèm ăn. Vì là cái lợn đen này nó rất là thơm luôn. Luộc nóng cái này khói nghi ngút, cực kỳ thơm. Thèm rồi đấy. À, anh em thấy không? Mình sẽ xơi cái nhỏ, để cái to cho cameraman các bạn. À. Quên nó béo. Ui. À. Hi, xin chào các bạn. Chào các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sao Ba TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại chợ phiên Xín Tráng các bạn nhé. Đây cũng là một cái chợ phiên giáp biên giới Việt Trung. Đấy. Thì hiện tại mình đang quay series ký sự vùng biên thì cũng được mọi người đón nhận rất là nhiều. Mình cũng cảm thấy rất là vui. Nên hy vọng khi các bạn xem video này mỗi người chia sẻ giúp mình. Hiện tại thì mình đang có mặt từ khá là sớm. Lâu rồi mình cũng không đến cái chợ này. Chợ này là một trong những cái chợ mà còn giữ được khá là nhiều những cái bản sắc ấy. Ở đây thì bà con vẫn là làm những cái món mà yêu thích. À chào em, lại khỏe không? Đây là món là ốc đậu à? Ờ đấy, khói thế nhỉ. Cái nồi này sắp được chưa? Chưa anh ơi, bây giờ mới bắt đầu cho giấm chua. À cái này là mọi người cho giấm vào giống kiểu làm đậu ạ. Đây là nồi thịt luộc đúng không? Vâng, nồi canh phở đấy. Canh phở, thịt bây giờ bắt đầu với nhóm bếp à? Vâng, bây giờ em nhóm bếp. Cứ xôi ở nhà nó mới mang xuống. À, thế à? Bếp để bây giờ mình cho giấm vào. À có nghĩa là mình đã nấu sơ bộ ở nhà rồi đúng không? Vâng, nó sơ bộ. Hôm nay đun thì nó khó ấy. Đúng rồi. Đây là nồi mèn mén này các bạn ạ. Đây này. Đấy. Cơm đó, cơm đồ chưa? Cái này mén mén. Mén mén ở đây đúng không? À phía dưới cơm à? Không, ở đây là làm lẫn lộn ở dưới. À. Một tầng mén mén, một tầng cơm trắng. À, rồi. Tí nữa. Chung là để cho ai thích ăn cơm thì ăn, mà ai thích ăn mén mén thì ăn mén mén. Đây còn đây là canh phở. Chưa sôi. Nói anh cảm ơn nhá. À. Đây khỏe không anh? Thế nào? Ờ chưa, sớm quá. Đấy, hôm nay mình ra đây mình quay chia sẻ với các bạn là khá là sớm luôn. Để xem là những cái hoạt động ở cái chợ phiên người ta chuẩn bị những cái gì. Từ rất là sớm luôn. Chào các chị nhá. Hình như là chưa bên nào có thịt, có thiết gì cả. Anh em mới có đi chợ về thôi. Đấy. Hello em. Bây giờ bắt đầu mới luộc à? À. Thế này thì một lúc nữa mới được ăn. Mày nào ông nhá. Cành đậu à? Đấy, cành đậu đấy. Còn thằng em này bây giờ nó mới đang vừa mới thui chân giò xong, bây giờ mới đang làm cái khâu vệ sinh. Thấy không? Đấy, chân giò lợn đen. Này à, thui này luộc nó mới thơm nhỉ. Đấy, một chút cạo ra là vàng chóe rồi, đẹp lắm. Đây, có những người mà làm sớm hơn thì đang sôi sùng sục rồi. Ơ, chào người đẹp, mà khỏe chứ? Chào anh. Chào anh em nhá. Vâng. Mấy tháng rồi bắt đầu mới quay trở lại cái chợ này. Khi mọi người cũng nhớ mình rồi đấy các bạn ạ. Đây. Này, đỗ này. Đỗ này siêu sạch luôn này, gừng. À, gừng đỗ. Thấy không?
Các bạn nhìn nhé, bây giờ là mọi người chưa ra nhé, tí nữa là sẽ đông kín ở đây luôn. Xin chào cô. Đấy. Xin chào bà. Vâng. Đây nồi ốc đậu đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Món ốc đậu mềm mềm. Để mà làm được một cái nồi ốc đậu như này các bạn biết không? Mà mọi người phải dậy rất là sớm, mà thậm chí là cái phải xay bột từ hôm trước ạ. Xin lỗi các bạn là khói quá không thể nói được. Đấy. Mà đây mọi người làm cái nước chua này là tự nhiên luôn nhá. Hôm nay là sẽ lấy cái nước chua này để lại cho phiên chợ sau, người ta sẽ bảo quản vào trong xô để phiên chợ sau sẽ dùng để lấy cái nước chua tự nhiên như này. Nước cuối của rượu là nhẹ nhất đấy đúng không? À, cái này là rượu ngô à? Rượu ngô. À. Con của Menu nên lấy nước cuối này để lại cho sau để làm. Chính xác. Người Mông em không làm thế. Người Mông lại một kiểu khác nhé, mà người Nùng có hai cách để làm cô đọng tự nhiên. Đấy, ở đây này, đây cái này. Cái nước này là nước cất rượu. Nước rượu nhưng mà nước cuối nó nhạt đúng không? Đúng rồi, nước cuối. À. Đấy. Cách để làm cô đọng cái nồi này. Một nồi này thường bán thì được khoảng bao tiền em? Một cái chảo to này. Em cũng không rõ toàn là bán. Thế à? Đấy, đang chuẩn bị cô đọng đấy. Đấy, các bác cứ thấy không? Làm một nồi này à? Vất vả lắm ấy. À, chờ thành quả thôi. Con đã phải ngoan mà. Ngoan ngoan mà. Con đã phải ngoan mà. Ngoan 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 mà. Đấy, nước đây này. Thấy không? Người Mông làm một kiểu mà người Nùng làm một kiểu nha. Không ai giống ai cả. Ban ngày mới gọi là nhiều nồi nước dùng này mới là uy tín này. Ấy thịt đấy. Bảo sao mà các bạn khi đến chợ phiên thưởng thức cái bát phở ở đây nó thơm ngon là như thế, vì nó rất là nhiều xương. Nhưng mà vẫn phải chờ các bạn ạ. Chưa chín. Ở dưới đây còn nhiều mặt lợn lắm ấy. Này trong này bao nhiêu cân thịt anh? Có biết được? Mười mấy cân à? Đây là toàn bộ là làm đốt là đốt bằng củi hết luôn. Mà các bạn thấy không, bếp núc ở đây khá là rất là sạch sẽ luôn này, nhìn. Các bác thấy món dồi ở trên Tây Bắc ấy, để chuẩn bị cho món dồi chủ yếu là rau hành, rau sống với cả hành thôi. Đấy, nên là dồi ăn nó rất là mát. Giá đen này là giá như nào đây em? 40.000 một lạng à? Đấy. Các bác thấy không, ở chợ phiên đấy mà bà con bán là gà đen là 40k rồi. 40k một lạng rồi, có nghĩa là 400.000 một cân. Đấy, thấy không? Đây là bán cho dân ăn bình thường đấy nhá. Thơm nhờ. Mùi thơm, mà cái mình phải nói là cái dạ dày này, các bạn thấy không? Đây là cái phần này này. Nó dày này, ăn nó sướng, nó giòn. Sật luôn đấy. Này. Sật luôn. Gà chuẩn. Gà nhà nuôi sao mà con này nhìn ngon đấy? Nhà nuôi à? Đây. Đây là mọi người ăn sớm lắm. Đấy. Những người mà ăn sớm này thường là những người mà kiểu ra đây để đi chợ ấy. Cho em bé ăn à? Em bé đang nhìn bác quay video này. Cái này là chuẩn bị lấy chân giò ta. Trời ơi, thơm quá anh em ạ. Đây, nhiều khi bác nào mà ngồi ở đây mới thấy cái ham muốn thèm ăn. Vì là cái lợn đen này nó rất là thơm luôn, luộc nóng cái này khói nghi ngút là cực kỳ thơm. Thèm rồi đấy. Ấy. Quả chân giò mới ngon này. Nhìn nó. Đây là lợn đen chuẩn đây này.
Vâng. Sợ. Mà chưa vệ sinh cái lưỡi cho nó à? Chưa anh. À. Đây, các bạn nhìn này. À. Tí nữa còn phải vệ sinh răng miệng cho nó, lưỡi liếc các thứ, đưa lưỡi các kiểu cho nó. Tôi vừa kiếm được quả đen. Uy tín chưa? Trời ơi. Đúng kiểu sườn lợn đen luôn này. Này phải đẳng cấp luôn. Thơm thật đấy, ngon. Ờ, ăn đi, mấy anh em ăn đi. Ăn nhanh về còn đi bán thịt đấy. Cái này là chắc là... Ồ, thấy không? Đây là cô này, là cô người Mông à. Ok em, lên nhà hàng anh. Lê mà không về là ra lên đánh cho á. À. Ồ. Đây là miếng thịt dạng kiểu nạc va nạc à. Mông. Này thái ra làm phở nó mới nhiều thịt. Chị nha. Đấy. Nóng hổi luôn. Thơm lắm anh em ạ. Anh trai có quả lòng ngon nhỉ? Đấy. Cái này là mình là quán à? Quán bán à? Không, nó về rồi. À, anh mua về anh nhờ người ta luộc à? Vâng. Ờ, thế nào? Chọn được cái lòng ngon nhỉ? Phèo. Ờ, thì cái mâm này cũng có mấy cái chân giò nhìn cũng hấp dẫn cơ. Toàn là lợn đen đó. Ờ, à, bên này ăn này không thấy thịt à? Cắt cho ít thịt vào đây đi, em ơi. Cắt cho 50.000 tiền thịt nào. Cho em về ăn này. Này. Bao tiền hai bát phở này đây? Hả? À. Đây, làm cho bà này bát đi, bà này bà ăn chưa? Bà ăn chưa? Chưa. Đây. Bà không tiền ăn là lấy cho bà bát 50.000 nhá. Với lại là cho thêm thịt vào đây đi. Ờ, chào em. Ê, nhà mình có gần đây không? Nhà ở đâu? À, thật xin trải à. Bảo là em gửi tiền thôi, bảo thế. Cứ ăn đi. Hả? Ở đây bà con rất là thật thà luôn nhé. Làm hết có 70, họ vẫn trả lại mình 30, thấy không? Nó mà. Thơm quá anh ạ. Mình phát hiện thấy ông đại ca của mình đang bên này hay sao? Ui! là lấy cho ông ít thịt đi cô ơi. Nó mà. À. Đây. Mình đang bắt quả tang đại ca đang ăn quả có thịt không? Ăn thịt nhá. No, đây đây. Cô dịch đi. Bảo ông ấy ăn thịt lợn đi. Chưa chín à? Trả tiền đấy chưa? Trả tiền chưa? Hả? Cái này là ông xin à?
Người ta cho đúng không? À, cái này là người ta cho các bạn ạ. Ông ấy không gặp mình nhưng mà xin cái bát canh này, người ta không lấy. Hả? Nó thịt không? Anh hỏi là. Ông. À, làm cho một bát thịt to đi. Thái đi, bà thái cái đấy đi. Đấy, ok. Hả? Khổ thân. Chắc ông vừa nhà ra đói quá. Ba hỏi thế nào? Ông Mạnh ơi. Ê, nó này, giờ mình phải dùng hết tiếng Mông của mình. Nó cơm hay là phở đây? Nó phở hay là cơm? Ông bảo ăn gì? Ăn phở à? Chắc là cuộc đời ông ăn mèn mén ăn nóng nhiều mà nên là ông thích ăn phở hơn. Bà bảo gì đấy? Cái bà chủ quán này bà không biết tiếng Kinh mấy cơ. Khổ thật. Nhờ bà. À. Đấy, cho. Ê. Đây, cho phở vào đấy. Cho phở vào đấy luôn, cho vào đấy luôn. À. Đây. À, bà sẽ làm một bát phở riêng. Để một bát thịt riêng cho ông Mày ngon. Đây, bà cứ cho hết cái bát này đi, bà tính bao nhiêu tiền thì bà tính. Đây, ông ngồi đây. No mà. Đây. Ê, bao nhiêu tiền mà? Hả? Bao nhiêu tiền? 130.000 à? Đây, 130.000, cả thịt với phở. Ê, no mà. À. À, bổ sung thêm ít nước phở. À. Ông hơn 80 tuổi rồi nhưng mà ăn rất là khỏe luôn các bạn ạ. Ông Mạnh thì cứ để ông quánh chén ở bên đây đi. Còn bên này mới lên này, sợi thơm chưa? Thơm điếc hết mũi luôn. Bà chỉ ngon nhờ. Này, em chào anh nhá. Nhưng mà nếu mà ai mà làm việc ở cái khay thịt này thì đúng là phải nói là bản lĩnh lắm ấy nhá. Rất là thơm. Đấy, miếng ma chỉ này, bì nó dày. Ngon lắm anh em ạ. Còn đây là anh ấy đang tưa lưỡi, đánh răng của nó. Quả xương này uy tín chưa? Gọi là đây là gọi là tràn ngập trong thịt luôn này. Thơm quá. Thơm thì chén thôi. Thơm thì chiến thôi. Dạ dày. Thủ này. Đấy. Rồi.
Dạ nhờ. Anh em ở dưới xuôi mà nhìn thấy cái này thì chắc là ngập hết cả mồm luôn đấy. Cái này thường mình phải dậy từ mấy giờ anh? Để làm cái món này này. 4:30 à? Hôm nay em ra sớm. Mình vừa mới phát hiện ra là mấy cái trễ này siêu nhỏ luôn. Đấy, anh em thấy không? Rồi. À, ra đòn luôn cho nó đỡ vật. Mời anh em nhá. Nóng hổi là phải sơi ngay. Có ốc không chị? Có ốc lợi không? Rồi, cho một ốc đi. Đấy là chẩm chéo. Ngon. À, mà trước khi xơi món này thì mình xin phép là giới thiệu giúp cho vợ gái. Nhà mình thì đang bán chẩm chéo các bạn nhé, 100.000 một lọ. Đấy, 100k một lọ các bác lấy mật khẩu Hải Sapa TV. Ok, là mua 3 lọ tặng 1 lọ luôn. Đấy. Đấy. Mình một người ăn thì các bác cho ít ít thôi. Đấy, chứ mình cho nhiều quá là mình ăn là không hết được, nó lãng phí ra. Đấy, các bác cho vào cái ốc này, bác cứ dằm ra như này. Đấy. Chị ơi, cho em xin một tí nước dùng đi. À. Ít ít thôi nhá. Nữa đi. Rồi, ok. Đấy. Đây là cách mà để làm ra một bát nước chấm thần thánh siêu ngon. Đấy. À, mời anh em sơi nhá. Còn bây giờ thì phần tiếp tục là đây. Mình rất là khoái. Đi đâu mình hay sưu tầm mấy cái chế kiểu chế nhỏ này. Đấy. Mời anh em nhá. Đúng rồi, hương vị yêu thích. Vừa ta táp đây phát thấy cái này phát là mình phải sơi ngay luôn chứ không mà thế không có đâu. Những cái chế mà nó nhỏ này ăn nó mới giòn. À, cái chế này là của con lợn bé đúng không? Không, đấy là chế đây chưa đẻ. À, chế chưa đẻ. Hàng con zin. Còn cái chế lần to lần già đây này. Cái loại này là cái loại mà nó đã đẻ rồi. Đấy. Nó mất cái độ giòn đi. Phỏng sướng. Đây. Màu quá. À. Mời anh em nha. Này mà có đứng Nga Sumo ngồi đây chắc là nó phải chơi hết chỗ bộ này á. Nào các bác thấy không? Tôi pha một chút thôi. Đấy, độ cay vừa phải. Đấy, rất là êm luôn. Thơm. Cái này là hai bộ à? Cái này là hai bộ à chị? Một bộ à. Cái này là một bộ á? À? Chứ hai bộ chứ? Chứ là thành hai bộ, ba bộ rồi. Ba bộ luôn? Ừ. Ba bộ bé này à? Đây. Đúng rồi. Sơi ba bộ chứ? À. Em mà biết chỉ có hàng nhỏ nhỏ em thích không? À. Ừ.
các bác nhớ nha, mua chẩm chéo 100.000 một lọ. Nhưng mà thông báo trước các bác là cái này rất cay, bác nào ăn được hạn mua nhá, không ăn được đừng mua, nói luôn thế không về các bác bảo cay thế. Thơm mùi thật rồi, bác khá nó thơm, gia vị đặc trưng của Tây Bắc á. À, sôi nhẹ nhàng á, để bụng tí còn món là vitamin yêu vô á. Trong này chợ có vẻ vắng gì à? Vắng. Sau lễ mùa 2/9 ấy. Hôm nay là dân đi thu mua thôi. Đây, đại ca mình cũng sơi xong cái món phở rồi nhưng mà không ăn hết thịt đấy. Là phải cất mang về. Thế nhưng mà bây giờ trước khi mà mình đi sơi món yêu thích của mình thì mình muốn mua tặng đại ca ít thịt. Đi đi ra đây mua thịt đi. Đây mua thịt. Mua không bao giờ cho tiền, mua thịt thôi. Nhưng mà được cái là mỗi lần mình ra chợ mình thấy quý cái ông này vì là ông ấy không uống rượu. Đấy, mà ông chỉ ăn thôi. Ra chợ thì không có thì xin người ta tí cái bát nước nước ốc đậu ấy. Cái này cũng được à? Đây, khoanh cho ông miếng mông này, thịt ngon này anh. Ngon nhất đấy. Đây, bỏ cái này đi, lấy một cái cục thịt thôi. Lấy mỡ làm cái gì? Mỡ một tí về ông còn xào rau. Mỡ về xào rau à? Đúng rồi, mỡ về ông rán thịt nạc. Quá ngon. Tốn ăn thì sưu sưu cờ. Ăn thì ngon. Bao cân? 8 cân à? Thôi gặp nhau nó là cái duyên. Đấy. Là phúc em ạ. Giúp đỡ người ta tí. Là phúc. À, đây. Lấy 800 nghìn thôi. Lại còn này nè, nè, lại ông không cắt mấy cái mỡ đi. Không, mời anh ạ, tính ăn nhé. Rồi, giờ lại 200 để cho ông ấy, để ông ấy mua gạo nào. Ok, ok. Chú còn ủng hộ hàng 800 nghìn được, ai cái 2 có ít. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây, còn 200 gửi ông nốt, ông mua gạo này. Ok. Đây, thịt đây. Ui. Mẹ rồi. Về nhá. À, rồi rồi rồi. Lâu lâu mới ra thôi. Biếu cụ ít thịt cho cụ ăn cho nó vui. Đấy. Cụ nhìn đến đây thôi mà năm nay hơn 80 rồi, hơn 80 tuổi. Nay Hải sẽ quay từ đầu ngay cô gái vàng của Hải là cô gái vàng trong làng nấu vitamin Go Go. Đấy. Đầu quay từ lúc cảnh nhóm bếp luôn để học cái công thức ấy. Ở chợ phiên này cứ mang ra luộc thôi nhỉ. À, anh em mà chờ học công thức nấu ở chợ phiên này thì hơi khó đấy. Từ đây mà đi ra cửa khẩu giáp biên giới có xa đâu em? Hôm qua em bảo đi nhưng mà em chưa làm giấy tờ. Ở chỗ nào? Ở bên Mường Khương ấy. À, phải đi sang Mường Khương đi à? À. Nhưng mà anh hỏi này, thế cần có phải cần làm giấy tờ gì, chứng minh thư à, mang đi đâu làm? Nếu mà em ở ngay làm xá thì em ở làm ở làm xá mới đi. À. Còn anh thì nếu không ra thì em không biết làm đâu. Chắc là anh phải ra thị trấn đấy nhỉ? Cái này em chưa hỏi. À. Ở đây mọi người khi lấy ngô xong ấy thì lấy cái cùi ngô để nấu luôn các bạn nhé. À. Rất nhanh. Mỡ lòng, à mỡ lòng của nó luôn, hay quá nhỉ. À phải là cái mỡ lòng này nó mới thơm à? Đấy, thấy không, mỡ lòng này cho vào xong rồi dán nó lên để nó lấy cái lớp mỡ nó chảy ra. Sau khi mà nó tiết ra cái mỡ thì bỏ cái phần top mỡ đi. Đấy, và công đoạn tiếp theo đó chính là đổ nước dùng vào.
Đấy các bạn thấy không? Đây một nồi nước dùng. Nồi nước dùng đây. Đấy, rất là đơn giản. Mì chính này. Đấy. Ở đây mì chính ăn thì cũng phải gọi là chuẩn bị thêm gia vị tiếp này. Mọi người đoán xem sau khi cho mì chính thì sẽ cho thêm cái gì nữa? Bổ sung thêm iốt này. Đấy. Dường cái này là giềng hay gừng đây? Giềng xả. Ai à. Ồ. Anh thấy con này hôm nay có vẻ ngon đấy em ạ nhỉ? Đây có vẻ mềm đúng không? Dạ là hàng ơi hay chê. À. Hàng già là hay chê đúng không? À lòng rồi. Giờ này là đúc rồi luôn ở nhà. À. Bây giờ là sẽ chờ khoảng 30 phút. Ô. Đấy. Này hai con khác nhau à? Thơm nức mũi luôn. À. Chờ chút nào. À. Đây là vẫn bán theo cân đúng không? Bao tiền cân? Ăn lẩu giá đắt hơn. À. Lẩu bao tiền? Tầm 30.000 một lạng. À lẩu 30.000 một lạng. Còn ăn chặt không thì là 20. 25. Lẩu phải mất thêm ga đúng không? À. Thế miếng ba chỉ đâu rồi nhỉ? Thế à? À. Chặt cho anh ít. Chặt cho anh em ba chỉ đi. Lọc lọc hết xương đi nhá. Lấy nguyên thịt ăn cho nó sướng. Hả? À, làm mấy cái còng đi. Còng này có cần lọc không? Khứa. Thêm một cái còng ở đây đi cho cameraman. Thank you.
Đấy. Đấy, khứa ra luôn. Khứa ra. Khứa ra, khứa ra. Khách hàng quen đến tận gần mấy năm rồi đấy. 5 năm. Rồi, ok. Ngon từ thịt hoặc từ xương. Này, thái cái này. À, chín đỏ là em cũng hiểu anh rồi đấy nhỉ. Thái là phải thái miếng, nó phải tươi tươi to to một tí. À, cho anh ít mắm tôm nhá. Ui. Nào, xả này, giềng này. Có mẻ không? Cho mắm tôm đi. Cho một chút ớt tươi vào nữa. Ăn cho nó có độ tê tê cay cay, mắm tôm này. Đó. Thêm gì nữa đi. Rồi, ok. Nước dùng. Rồi, ok. Quá là đỉnh cao. Rồi, thế này là được không? Nhiều quá. À, cho anh thêm mấy miếng lòng nữa đi. Thèm nhìn cái lòng rồi thèm. Rồi ngon đấy. Thái dài dài đã. Cho mình miếng gan nữa. Chào anh nhá. Rồi, thế là có một nồi tháng cố rồi. Cho cháu 10.000 này nhá. Ừ. Ở vào đây. Mình ăn cơm trộn đấy các bạn. Lấy mượn cái bát nhà bên kia sang để cho đỡ phải đấy. Đỡ phải giả. À. Đó, đầy bát luôn. Cho 10.000 áo đậu luôn. À. Đâu rồi? Ừ, cái bát của mình là to hơn mà. Nên là bà rất cẩn thận nhá. Bà chơi cái quả bát của bà trước đã vào mới đổ sang đây. À. À. Rồi. À, thêm tí nước. Rồi. Thôi được rồi, được rồi. Ok nhá. Tiền thì đưa rồi. Hả? Quả ớt à? Thôi. Có chẩm chéo rồi, không ăn quả ớt đâu. Ủa, ôi, hấp dẫn chưa? Ấy, nóng hổi luôn. Này. Nhìn đã chưa? Úi. Bỏng lắm anh em ạ. Nhưng mà tôi phải cho nó mềm mềm một chút. Vì tôi vừa thử miếng rồi. Nó cũng là mấy cái con này nó sắp biết nói hết rồi nên là. Ây à. Đây, đấy. Trên bản là làm món ăn đơn giản thế thôi. Đây là món yêu thích của mình nha. Đó chính là món ốc đậu men men. Mời cả nhà nha. Wow. Đây. Vẫn là
nước chấm thần thánh. Mà trước khi sơi thì mình vẫn phải muốn giới thiệu với cả nhà một chút là các bác nhớ mua ủng hộ em ít chấm chéo nhá, để em vợ em nó còn cho em đi quay phim nhá. Đấy, 100k một lọ thôi. Ui, mua 3 lọ là sẽ tặng một lọ các bác ạ. Này, mời các bác nhá. Đúng rồi, ngon rồi. Thơm. Mình ăn miếng ba chỉ nó giòn sần sần ra. Nè. Nó bỏng. Nhiều anh em thắc mắc hỏi là sao không mời ông mình xơi cái món này, nhưng mà thực sự là ông răng ông kém rồi. Đấy, ông ở khoái ăn cái món, những món thịt nạc mà nó mềm mềm thôi. Mà mềm mềm. Tôi hướng dẫn anh em ăn mèn mèn nhá, mèn ốc đậu nhá. Đây, các bạn phải múc cái bát này. Đấy, này. Xong rồi ốc đậu này, cho vào đây. Đấy. Sau đó các bác chan cái nước này vào. Đấy. Kèm thêm khoảng nửa cân này nữa. Đây. Đây, như này thì mang ra các bác. Này các bác mới xơi hết được cái bát này nhá. Đây là cách mà ăn mèn mén của Hải, ốc đậu. Đấy. Chứ bình thường mà các bác cầm cái bát này lên xơi là không xơi nổi đâu, nó luôn thế. Nó bỏng. Nhưng mà kiểu ăn này mà ngon. Mời các bạn. Tuyệt đỉnh luôn. Ở đây thì có hai đường ra biên. Một là bên Mường Khương, hai là bên Simacai. Đó. Mình sẽ lát nữa mình sẽ đi và chia sẻ với các bạn là ra biên là bà con sống như nào nhé. Tức là phải ăn nhỏ. Đảo đều lên. Mời các bác nha. Đã rồi. Anh em thấy không? Mình sẽ xơi cái nhỏ để cái to cho cameraman các bạn. Cameraman cũng rất là đam mê cái món này, để cái to cho cameraman nhá. Mình xơi cái bé bé thôi.
Quên là béo. Nóng hổi ha. Nếu các bạn không sơ được nóng, nếu các bạn phải để ở ngoài nó nguội bớt đi đó. Chứ đừng ăn như mình là có ngày là lật mồm á. Tại sao mỗi lần vào chợ mình phải ăn no, vì ăn no thì còn đi á. Không ở trên này là làng bản này khó kiếm đồ ăn á. Các em xinh tươi đi qua cứ nhìn này. Bây giờ em mang cái đùi ra em lọc cho anh Phát. Không mời vừa gặm cái đùi nó bỏng quá. Này. Rồi. Nhờ bạn ấy bê ra thôi, bạn ấy lọc cho mình. Cẩn thận bỏng đây này, giấy này. Mình sẽ lọc ra các bạn ạ, để cho nó dễ sơi. Hello. Where from? Lọc ra nó nhanh mềm hơn đấy nhỉ. Thắng cố à? Hôm qua em có, hôm nay em làm thêm món mới. Xong rồi. Rồi, tuyệt vời. Đấy, đảo đều lên. Rất là nhiều thịt luôn, nhưng mà khi mà mình để ở cái đùi ấy, đấy, nó khó nhận biết. Đây, mời các bác nhá. Vâng. Nó ăn mình cho hơi nhiều ớt nên là nó nóng á, còn với vị cay nữa. Đây là mình à.
Giờ mình xơi hết chỗ này. Đó, sau đó thì mình sẽ tiếp tục đi quay chia sẻ bạn ở cái chợ nhá. Bây giờ mọi người ra chợ đông lắm rồi bạn ạ. Đó. Giờ mình tiếp tục đưa các bạn đi chơi ở khu vực sau này là chợ rau này. Đấy. Chợ rau bây giờ bà con ra họp rất là đông rồi. Ở đây bầu, bí, rồi su su rất là nhiều, rẻ lắm. Nhà mình nhà hàng mình chuyên nhập những cái đồ rau dưa ở đây nên là rất là rẻ các bạn ạ. Đấy. À, hồng đây. Có quả chín chưa bà? Chưa chín à? Ây vả này, một cái túi, một cái đống này này là có giá là 10.000 nhé. Đấy. Đây các bạn này, đây, một đống này. Tôi 4, 6, 7 quả. 7 quả 10.000. Nó chưa chín. Chào cảm ơn nhá. Đấy, phía trong này là thảo quả. Đây, đây là thảo quả này. Đấy không? Thảo quả khô ấy. Dưa. À mà đặc biệt ở đây là có cái những cái hoa đu đủ này rất là tốt này. Đấy. Bác nào mà sơi được cái hoa đu đủ này thì công dụng của nó thì tuyệt vời luôn rồi. Ở trên này rất là nổi tiếng với cái loại ớt này. Đấy, đây này, ớt này. Cay lắm các bạn ạ. Và phía bên này mình thấy là ở đây có một ít nha, cái loại này như kiểu là tôm bay, chào cô nhá. Đây này. Đây, đây là tôm bay này, cào cào rồi châu chấu này. Đấy, rất là nhiều. Đây các bạn nhìn đâu. Đấy. Cái này là cứ bao nhiêu tiền một lọ đây? 25.000 à? Ở cái này là chai to thì 25.000, còn nhỏ nhỏ thì 10.000. Bên này này. Ngọn đu đủ này, hoa đu đủ. Chào cô nhá. Chi bao à? Chi bao về. Cái này là bao tiền một túi đây? Ơ bạn à? 20.000. 20.000 từng này đu đủ, hoa đu đủ luôn. Rất là rẻ luôn. Thế là mình mua hết luôn các bạn ạ. Cái này là ơ bạn à? À là ba cái này là 60.000 đúng không? À. Họ không có tiền trả lại các bạn ạ. Có tiền lẻ không? Mua này về xong rồi à? Mình chịu khó ấy, mình phơi nó lên. Phơi nó lên thì uống rất là tốt luôn. Bao tiền một bó này em? Anh nghe có nhầm không? Em hỏi thử thế nào. Ờ à, đúng rồi, 20.000 một bó đúng không gì nào. À. Rồi. Được. À, như này ok rồi thì. À thế là chị em à? À hộ ơi. À bà kia bán hộ bà này à? Dầu bí này. Đây, đây còn nữa này. À. Bao tiền một túi này? 10.000 một mớ à? À, bên kia bán 20, bên này 10.000. Thôi, đây còn 3 mớ lấy luôn. Lấy luôn 3 mớ luôn. Lấy nhiều nhiều về bỏ cho nó bỏ phơi. Này. Cái này bao tiền nữa? Thế cái này mấy cân? Đây mình đi cân luôn đi. Anh mua ủng hộ luôn đây. Đấy, hoa đu đủ. Về phơi ra các bạn ạ. Chịu khó uống cái nước đu đủ này là tốt lắm, có bài. Cái này 153. À. Thế là 60.000 à? Năm mươi nghìn một cân. À, một cân ba là 65.000 đúng không? Này cho 70.000 luôn. À, thảo dược của bà con người Hâm Ông. Xin chào. À, rất nhiều thảo dược luôn. À giờ mình sẽ đưa các bạn đi chơi chợ Châu nhá.
chợ Châu và chợ Chim Họa Mi. Ở đây có hai chợ rất là lớn luôn. Còn khu vực này là khu vực bán tiểu này. Tất cả các loại rượu ngô thượng hạng đều được bày bán ở đây luôn đấy. Nếu mà bác nào mà ra chợ phiên ấy mà chỉ cần muốn thử một vòng thôi đã say luôn rồi. Đấy, thử một vòng đã say. À, các bác thấy không? Mình đứng ở từ trên này mình nhìn xuống này. Đấy, rất là nhiều trâu luôn. Mà đi xuống thì đi cái bậc này không được. Nhưng mà nói về chợ sâu xin tráng này thì cũng vẫn không thể đông bằng cái chợ trâu ở Cốc Ly được. Chợ trâu Cốc Ly đông lắm. Có phiên được vài nghìn con luôn. Chào các tráng sĩ nha. Đây, đấy, anh em trâu. Nhiều chưa? Rất là nhiều trâu luôn. Còn đây phía bên tây trái của chúng ta đây là khu vực chim họa mi. À, các bạn đã nghe thấy râm ran chưa? Ở trên này người Mông chơi chim họa mi rất là nhiều luôn các bạn ạ. Anh em ví dụ như là phiên này mà mua chim ấy mà cảm thấy là nó không được ưng ý thì phiên sau mang ra đây đổi con khác. Đấy, gặp một người khác gọi thích con chim đấy, ví dụ như thế. Đây, mấy con chim mà ở trong cái lồng như này nó gọi là chim bổi này. Đấy, chim là mới bẫy được ở trên rừng về. Còn những cái con chim mà nó ở lồng rồi ấy, thì là nó được nuôi lâu rồi, biết hót rồi, nó thậm chí là nó còn biết chọi nhau rồi. Những con chim mà giá trị nhất là những con chim nó phải biết chọi nhau nhá. Đấy. Còn hót phe phé là mà không chọi thì cũng vứt. Cái vườn liệt đấy đâu. Cái chợ phiên Xín Tráng này là một trong những cái chợ phiên mà nó còn giữ được những cái bản sắc ấy các bạn ạ. Đấy, có đầy đủ hết luôn. Đấy. Ui, con trâu to thế nhở. Con này bao tiền đấy à em? À? Hả? Trên 40 à? 45 à? Con này chắc là không biết chọi đâu nhỉ? Chọi lắm. Nhưng mà nó thua rồi. À, chọi thua rồi gì? À, thường mà trâu chọi hay là chim chọi nó mà thua rồi là nó hay bị kiểu sợ lắm. Lúc đấy là chỉ có mang đi ấy thôi, mang đi làm trâu các bếp thôi các bạn ạ. Khu vực là chợ lợn này. Ui, nhìn này, đây là con này là lợn thịt luôn đấy. Con này bao tiền đấy chú? 4 triệu à? Con này chắc phải hơn 50 cân đấy nhỉ? Đây là khu vực bán lợn gắp nách mà đút trong bao này. Đấy, mấy con này thì là làm thịt tốt rồi. Đây là khu vực bán chó, bán gà. Con này bao tiền đấy nào? Mới mua à? 150 à? Còn đây là mấy con mấy con cún nhìn yêu. Em bé này. Khu vực bán đá mài. Trước mình nhớ mình vừa mua cái viên đá mài mà bây giờ không nhớ mình để đâu nữa. Nó chỉ ở trên xe thôi. Ô, cái lan này đẹp chưa này. Cái này bao tiền đấy à anh? Bà chẳng à? Hôm trước em gặp anh ở chợ Bắc Hà sao nhỉ? Có bán ở từ đây đúng không? Vẫn nhìn thấy cái cây này tuần trước rồi. Em cảm ơn nhá. Nhìn thấy ở tuần trước. Nhiều khi anh em cứ sợ bảo là ông Hải đi quay này hỏi anh em mà không mua ấy, có sợ không? Mà không sao đâu các bạn ạ, bởi vì là
mình ở đây với anh em là nó kiểu dạng mình mới đi chợ cùng còn có khi còn nhiều hơn cả anh em ạ. Bây giờ thì mình tiếp tục di chuyển ra khu vực biên giới các bạn nhé. Đấy. Anh này đây quay à? Ờ. Này video của mình đến đây thì mình xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hy vọng các bạn đón nhận cái hành trình mới, cái series mới này của anh em mình nhá. Mình sẽ đi quay chia sẻ tất cả những cái vùng biên giới của Việt Nam đến với các bạn. Tất nhiên là những chỗ nào mà được phép quay